Khu vực người này lái xe được cho là đoạn đường ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm diễn ra sự việc vào buổi tối, khi đang lái xe, cô gái ngồi vắt chéo chân sang một bên. Có lúc cô gái buông cả hai tay rồi dơ ngón tay chữ V. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xác minh clip cô gái diễn xét trên mô tô ở Vĩnh Long clip cánh quạt tu bên gió đâm thủng kính ô tô trên phố vụ ồn ào của Nam Thư bị tố đào mỏ nàng dâu bất ngờ hỏi về 8,5 cây vàng của hội môn ngã xuống đường sau va chạm xe máy thiếu nữ bị ô tô khách cắn tử vong xác minh cô gái diễn xiết trên mô tô ở Vĩnh Long mới đây trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn video ghi lại cảnh cô gái diễn xiết trên mô tô Khu vực người này lái xe được cho là đoạn đường ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm diễn ra sự việc vào buổi tối, khi đang lái xe, cô gái ngồi vắt chéo chân sang một bên. Có lúc cô gái buông cả hai tay rồi dơ ngón tay chữ V. Các clip được phát tán trên mạng xã hội khoảng 30 phút thì bị gỡ bỏ. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phương tiện cô gái điều khiển mang biển kiểm soát Đồng Tháp. Địa điểm thực hiện hành vi là ở đường Võ Văn Kiệt, thuộc thành phố Vĩnh Long. Vụ việc xảy ra ở thành phố Vĩnh Long nên phòng đã xin ý kiến và bàn giao cho công an thành phố Vĩnh Long xử lý các bước tiếp theo. Về nhân thân cô gái, cơ quan công an đang làm rõ. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long thông tin thêm. Ngã xuống đường sau va chạm xe máy, thiếu nữ bị ô tô khách cán tử vong. Thông tin ban đầu, dạng sáng ngày 7 tháng 7, em Dương Hoàng Nam, 17 tuổi, chở theo Huỳnh Quỳnh Anh, 17 tuổi, giới tính nữ, lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, đi ngang qua đoạn đường thuộc thôn 3 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Xe máy của hai em nói trên đã va chạm với xe máy do ông Võ Văn Tín, 59 tuổi, điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến xe máy của em Nam điều khiển đổ ra đường và em Quỳnh Anh văng ra khỏi xe máy. Đúng lúc đó, xe khách mang biển số tỉnh Bạc Liêu do tài xế Võ Quang Nghĩa 35 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau, không kịp xử lý đã cán qua người, khiến em anh tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án, nhận được tin báo các cơ quan chức năng đã có mặt điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Clip Cánh quạt tu bin gió đâm thủng kính ô tô trên phố một chiếc xe ô tô đã bị cánh quạt khổng lồ của tu gió đâm xuyên qua cửa kính trước và sau vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra ở trung quốc trong clip một chiếc xe tải chở cánh quạt của tu gió đang đậu trên đường và một chiếc xe ô tô đậu cách đó không xa đã bị cánh quạt đâm thủng có người bị mắc kẹt trong xe tuy nhiên vẫn chưa rõ thương vong cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc Đoạn clip này đã lan truyền rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, thu hút hơn 722.000 lượt xem kể từ khi được tải lên vào ngày 4 tháng 7. Nhiều người lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về cách vận chuyển cánh tua bin gió khổng lồ, đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp an toàn hơn trong tương lai. Vụ mẹ chồng hạ bệ con dâu ồn ào nhất hiện nay, bị tố đào mỏ. Cô gái bất ngờ hỏi về 8,5 cây vàng của hồi môn thời gian gần đây cư dân mạng theo dõi sát sao buồn binh drama giữa chồng và nàng dâu người thứ ba theo đó nàng dâu có tên viết tắt là gd bất ngờ đang đàn tố chồng ngoại tình mối quan hệ ngoài luồng này không những không bị phản đối mà còn được mẹ chồng ủng hộ sau khi gd liên tục đăng bài thì mẹ chồng cô đã lên tiếng hăm dọa con dâu bằng những lời lẽ nặng nề bà cho rằng bản thân coi con dâu như con ruột thường xuyên cho vay tiền tạo điều kiện mua sắm đồ đạc giúp đỡ chăm sóc con cháu, nhưng không nhận lại được thái độ tích cực từ con dâu. Cụ thể, mẹ chồng cho biết CD đã mượn 250 triệu đồng, một cây vàng, mượn thêm 30 triệu đồng, nhưng lần nào chuyển tiền cũng thấy tiền quay về. Mới đây, CD đã lên tiếng về thông tin vay tiền cho mẹ chồng đăng tải. Cô cho biết nếu mẹ chồng đòi nợ thì nhà chồng cũng phải trả cho cô những gì đã bỏ ra. Theo lời của CD, cô đã đưa cho chồng 8,5 cây vàng, khoảng 654 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại cùng với sổ tiết kiệm để góp vốn làm homestay. Số vàng này là của hội môn trong đám cưới và nhiều hơn so với những gì mẹ chồng cho cô mượn. Nàng dâu cũng khẳng định tiền mình mượn thì đã trả. Người rõ nhất là mẹ chồng và cô đồng ý sao kê bất cứ điều gì để chứng minh. Thậm chí cô còn tiết lộ thêm rằng khi cho mượn tiền, mẹ chồng cũng chỉ chuyển khoản cho con trai, không phải cho con dâu. Ngoài ra, GD còn nói rằng mình được ba chồng tặng một cây vàng trong đám cưới thì mẹ chồng cũng đem cất con dâu không được cầm. Cô thẳng thắn tuyên bố chuyện của người thứ ba là người thứ ba, không liên quan đến tiền nông giữa mình và nhà chồng, nên đề nghị mẹ chồng đừng đưa vào, đừng chạm tới giới hạn của tôi. Sinh ba đứa con đến giờ tôi chưa chì tay xin tiền mua sữa từ chồng hay mẹ chồng đâu, nàng dâu này nói. Đến sáng ngày 8 tháng 7, tài khoản mẹ chồng của Ziri đã không còn tìm thấy trên Facebook, nhưng chưa rõ lý do vì sao. Trước đó vào ngày 6 tháng 7, sau khi Zidi tố chồng ngoại tình, mẹ chồng cô cũng nhanh chóng xuất hiện ở Grandma bằng cách tung loạt tin nhắn với con dâu. Ngoài việc tố con dâu vay tiền không trả, bà còn cho rằng con dâu chỉ lợi dụng con trai của mình, không có tình cảm vợ chồng gây tổn thương cho nhiều người. Cùng với đó, mẹ chồng của Zidi còn khẳng định vốn không có thiện cảm tốt với con dâu từ đầu, từng ngăn cản tình yêu của hai con. Tuy nhiên vì thương cháu nên bà quyết định chấp nhận xem con dâu như báu vật xong mẹ chồng bức xúc khi con dâu chưa từng phải làm dâu một ngày không hỏi thăm khi bà đâu ốm thích đi là đi thích về là về ngoài ra khi hai vợ chồng con gặp xích mích bà dù dành nhiều lời khuyên nhưng không phân tích rõ ràng đúng sai hoàn toàn chỉ trích cho rằng con dâu không tốt là loại có bầu trước khi cưới đáng nói mẹ chồng của jd đã liên tiếp thay đổi thái độ khi nhắn tin với con dâu lúc thì ngọt ngào lúc lại xưng hô mày tao khiến cho cư dân mạng chóng mặt cả vụ tố ngoại tình lẫn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bật khóc sau ồn ào, tuyên bố điều chắc nịch liên quan đến Vũ Luân. Những ngày gần đây, ồn ào liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đỉnh điểm của sự việc là khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đăng đàn hỏi thẳng việc bài đăng ẩn ý của Hồng Loan cách đây chưa lâu, càng khiến câu chuyện thêm căng thẳng. Mới đây, trên livestream, Hồng Loan đã có động thái đầu tiên liên quan đến đồ màu lần này. Theo đó, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bật khóc, cho biết trong lòng cô lúc nào cũng có anh hai. Hồng Loan méo máu, lúc nào cũng có anh hai trong lòng em hết, không bao giờ em bỏ anh hai. Chỉ cần anh hai nói anh như thế này, anh như thế kia Em sẵn sàng có như thế nào thì em chấp nhận hết. Em cố gắng để giúp đỡ giúp anh hai nếu anh gặp khó khăn, chứ không phải em chỉ biết sống cho bản thân em. Không lẽ trong nhà mà anh và các anh chị trong tim em không giúp đỡ được. Bây giờ em cũng khỏe một phần nào rồi, không cần phải lo lắng, nhưng nếu anh chị cần, em sẵn sàng giúp. Bên cạnh đó, Hồng Loan cũng lên tiếng phủ nhận chuyện cô tham danh vọng. Con gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Tâm sự. Em không phải là người ham danh vọng đâu anh hai ơi. Nếu em ham danh vọng thì từ nhỏ, khi ba em còn sống, em đã đi theo ba em rồi, chứ không phải để tới hôm nay đâu. Giờ em không biết nói sao nữa, nên là tùy ý trời thôi. Động thái này của con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đang khiến câu chuyện nhận được thêm nhiều sự quan tâm từ netizen. Hiện ngồn màu liên quan đến Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân vẫn đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nợ lương công nhân, nhà máy xử lý rác ở Bảo Lộc có nguy cơ ngừng hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc xem xét đề nghị của công ty cổ phần môi trường xanh friendly về việc thanh toán chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7. Công ty cổ phần môi trường xanh Friendly là chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thành phố Bảo Lộc tại xã Đại Lào, bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm 2017. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, công ty có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc đề nghị thanh toán chi phí xử lý rác còn lại của 3 tháng, tháng 4, năm. 6 năm 2024, khoảng 2,7 tỷ đồng được tạm ứng 30% tiền xử lý rác của tháng kế tiếp để có nguồn tài chính bổ sung cho hoạt động nhà máy và có chi phí trả lương cho công nhân. Lý do, theo công ty này, chất thải rắn tồn kho tính đến trước tháng 10 năm 2023 là 26.500 tấn. Đồng thời mỗi ngày, ở thành phố Bảo Lộc có khoảng 120 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh phải thu gom xử lý. Tháng 10 năm 2023 vừa qua, công ty tái cấu trúc bộ máy quản lý, đầu tư nhằm xử lý lượng rác tồn kho và rác tiếp nhận hàng ngày. Từ đó đến nay, công ty đã xử lý hơn 54,4 nghìn tấn rác thải rắn sinh hoạt và hiện còn tồn động trên 16,3 nghìn tấn. Tổng giá trị xử lý rác của công ty là gần 15,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền công ty được thanh toán là hơn 12,5 tỷ đồng, còn lại hơn 2,7 tỷ đồng. Theo văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc do giám đốc công ty ông Nguyễn Ngọc Long ký, hiện nay, công ty đang nợ lương của nhiều công nhân, có người bị nợ từ 2 đến 4 tháng, số khác bị nợ khoảng 6 tháng. Hồi cuối tháng 6 có hiện tượng lôi kéo bỏ việc và hiện tại, số lao động nghỉ việc đã hơn một nửa trong tổng số 40 công nhân. Theo doanh nghiệp này, thành phố Bảo Lộc chỉ mới thông báo miệng, chưa có văn bản với công ty về việc tạm ngưng thanh toán tiền xử lý rác thải theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và chỉ tạm ứng thanh toán. Việc này khiến công ty gặp khó khăn về tài chính bởi trên thực tế vẫn phải tiếp tục hoạt động, tiếp nhận, xử lý rác. Công ty cho hay không biết họ có trụ nổi thêm một tháng nữa không và đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng của Lâm Đồng về việc đến khi nào mới thanh toán tiền xử lý rác trở lại. Về phía địa phương, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Công ty cổ phần môi trường xanh friendly đang vướng một số vấn đề về nghĩa vụ thuế với nhà nước nên các bên liên quan chưa thể xuất hóa đơn thanh toán. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc không thể thanh toán các chi phí xử lý rác theo hợp đồng cho công ty. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.